Hello, xin chào tuần mới tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Farm Trading và tình hình giá Bitcoin hiện tại nó đã kết thúc cái tuần vừa rồi ở một cái mức giá là 19.500 và có một cái sự hồi phục lên như chúng ta đã thấy ở đây hồi phục từ cái mức là 19.200 lên đến 19.500 thì cái điều này là cũng là một tín hiệu nó khá là tốt cho thấy cái việc ở đây là thân nến của cây nến tuần này nó đã vượt qua được cây nến tuần trước đó và đóng nến có một cây nến xanh và chuyển đóng nến xanh như thế này nó giúp cho chúng ta khẳng định hơn nữa về cái mô hình hai đáy có thể hình thành được trên khung nến tuần ở đây tuy nhiên là nó không không có phải là thực sự là quá mạnh nhưng mà nó thể hiện là một điều là cái vùng support ở 19.000 nó vẫn là một cái vùng hỗ trợ tốt cho cái mức giá Bitcoin và nó vẫn đang neo giữ được cái mức giá ở trên cái khu vực này Đấy. và trong những cái khung nhỏ hơn, trong những cái khung nhỏ hơn như khung nến ngày thì uh, anh nam thấy trên khung nến ngày hoặc khung nến H4 Đây khung nến ngày kết thúc rất là ấn tượng với là cái chuyện là uh, một cái phe mua cố gắng đẩy giá lên ở cái khu vực là 19.500 và chúng ta có được một cái cây nến đóng cửa thân nến dài và vượt qua được những cái cây nến trước đó, những cái ngày trước đó và cái đường trendline mà chúng ta đã quan sát ở những cái thời điểm gần đây trong vòng khoảng 2 tuần trở lại đây từ ngày những ngày đầu tháng 10 cho đến bây giờ thì cái đường trendline này và cái mô hình tam giác này nó đã chính thức được phá vỡ và nó break ra khỏi cái tam giác theo cái khu vực là biên ở trên, biên trên. Tức là nó sẽ không có xác nhận cho một cái đà giảm mà có khả năng là chúng ta có một cái đà tăng trong ngắn hạn. Đó là trên khung đến ngay ở cái nhịp ở cái nhịp tam giác nhỏ gần đây nhất là nó thể hiện cho chúng ta cái điều đó tuy nhiên là ở đây chúng ta nhìn rộng hơn thì vẫn còn một cái đường trendline nối từ cái đỉnh gần nhất đỉnh gần nhất đến đỉnh tiếp theo ở đây đó thì cái đỉnh này là từ giai đoạn tháng 8 và tháng 9 thì hiện tại là Bitcoin nó vẫn đang giao dịch và đang ở cái ngưỡng này luôn thì theo mình thấy là đây là một cái ngưỡng nó quan trọng và chúng ta cần phải xác định xem thử là Bitcoin liệu nó có phá vỡ ra nổi được khỏi cái ngưỡng này hay không để nó tiến đến những cái khu vực cao hơn. Đây, nó có thể tiến đến những cái khu vực mà chúng ta đang chờ đợi và đã nhắc đến trước đó là 20.300, tuy 20.500. Tuy nhiên, để đến được khu vực đó thì nó phải vượt qua được những cái ngưỡng là 19.600-700. Và ở đây, cái đường trendline này nó đang kẹp giá ở cái mức là 19.700, cộng thêm đây là một cái đường EMA, EMA 34 và giá những cái lần trước đây thì nó cũng chỉ có xu hướng là lên. Trên cái đường EMA này một tí và nó test lại EMA và sau đó nó bật xuống và chưa có bất kỳ một cái hành động giá nào nó có thể vượt qua được thực sự mạnh mẽ trên này. Thì chúng ta có thể là chờ đợi và chúng ta xem thử cái phản ứng giá nó lên đến những cái khu vực cao hơn trên này là như thế nào. Cái nhịp tăng giá của Bitcoin cộng với tất cả những cái thị trường khác thì nó vẫn có một số các cái nguyên nhân khách quan nó dẫn đến cái việc tăng giá này. Đó là ngày ngày hôm qua thì đã có một số các cái bài báo theo báo cáo của các phương tiện truyền thông thì Nhật Bản đã có thể có thể đã chi hơn 30 tỷ đô vào tuần trước để hỗ trợ đồng yên đấy đây là một trong những cái thông tin nó 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 làm cho cái dữ liệu về chỉ số DXY nó bị ảnh hưởng và ở đây anh em có thể thấy là cái tỷ giá của đồng yên Nhật so với đồng USD ngày hôm qua nó đã có một cái sự bật lên tăng trưởng và bật lên rất là mạnh. Tăng trưởng và bật lên rất là mạnh. Đây, chúng ta đã thấy. Và nó sẽ nó đã kéo cái cái tỷ giá của đồng yên Nhật nó tăng lên so với cái đồng USD và cái điều này nó đã khiến cho là USD cái chỉ số sức mạnh của đô la Mỹ là DSI nó đã có cái xu hướng là nó giảm xuống trong ngày hôm qua. Đấy, nó đã có xu hướng nó giảm xuống trong ngày hôm qua là về lại một cái mức là 111 điểm và và chính nhờ cái câu chuyện này là một trong những cái tác nhân nó ảnh hưởng giúp cho cái chỉ số DXY nó có cái sự giảm xuống đột biến, giảm xuống mạnh thì đây là một góc độ để giúp cho cái thị trường tài chính khác như crypto hoặc những cái thị trường tài chính chứng khoán, chỉ số nó lại có cơ hội, tức là những cái sản phẩm nào, những cái thị trường nào nó không phải là đô la Mỹ thì nó sẽ có xu hướng đi ngược lại với cái chỉ số DSI là nó sẽ tăng giá trên cái nhịp giảm của DSI này thì đó là một trong những nguyên nhân khách quan để khiến cho cái chuyện là chúng ta có được một cái nhịp hồi phục của Bitcoin như chúng ta đã thấy vào tối ngày hôm qua và rằng sáng ngày nay theo giờ Việt Nam um, DSI thì nó có một cái dữ liệu thứ nhất là trên khung H4 thì DSI nó đã phá vỡ ra được cái đường trendline ở đây này nó đã ngày hôm qua nó đã giảm và nó phá vỡ ra khỏi cái đường trendline này và xác nhận cho một cái xu hướng là À, có khả năng là đi xuống, đi xuống, Đấy, phá vỡ và sau đó quay trở lại backtest và tiếp tục là đi xuống trên khung h bốn. À, cái đường trendline này thì là một cái đường trendline rất là tốt, tại vì nó đã test giá và hỗ trợ rất là nhiều lần rồi và hiện tại nó đã bị phá vỡ. đây là một cái cái tín hiệu nó có thể là phân trên cái góc độ phân tích kỹ thuật nó sẽ giúp cho chúng ta có một tín hiệu lạc quan là DSI nó sẽ hiện tại đang trong cái pha backtest và sau đó là quay trở xuống lại. Đấy, tại vì nó đã phá vỡ ra khỏi cái đường line này rồi trail line này thì xem đi khung đến ngày thì nó cũng đã thể hiện đây Đấy. tuy nhiên là uh, trên khung đến ngày thì mọi người có thể thấy là giá nó khi nó bật về đến cái vùng EMA ở đây là 111.5 điểm thì nó đã ngay lập tức nó hồi phục lên lại và cái đường EMA này cũng là một cái đường hỗ trợ rất là nhiều lần cho giá à cho cái chỉ số DSI cho nên là uh, cái vùng này là vùng hỗ trợ cứng thì chúng ta cũng quan sát đôi lúc ở đây chỉ là một cái pha break phép nữa của cái chỉ số này mà thôi đối với cái đường trendline này và nó có thể nó tạo một cái đáy uh, gần với cái 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 đường trendline này mà nó không có thực sự là phá vỡ mạnh qua đấy thì chúng ta cần phải quan sát thêm thử cái nhịp backtest ở đây liệu nó có có thể là phá vỡ và đi xuống hẳn ở khu vực dưới này hay không thì lúc đó chúng ta mới có thể khẳng định được đấy. đó là cái câu chuyện cho nên chúng ta luôn luôn phải giao dịch và nhìn quan sát trên những cái đa khung thời gian để chúng ta có những cái góc nhìn nó tốt hơn. Bitcoin trong ngày hôm nay thì, đấy, và hiện tại thì ở đây là chúng ta vẫn vẫn thấy được là cái lực lực tăng lên ở đây thì nó mới mới chỉ là phá vỡ ra được cái khu vực cái đường tam giác gần nhất ở đây mà thôi. Còn lại cái trendline chính mà nó nó cần phải phá vỡ qua và đóng nến trên khu vực là 20.000 hoặc là 20.300 thì chúng ta cần phải quan sát và chờ đợi thêm đấy. Tuy nhiên là À, chúng ta liệu có nên là giao dịch theo cái hướng là long lên ở giai đoạn thị trường hiện tại bây giờ hay không thì như ở đây là mọi người có thể thấy ở đây chúng ta có một cây H1 nó rút râu tại vì trong cái nhịp tăng giá nhanh chóng như thế này của thị trường thì lên đến đây nó đã rút râu và và giảm xuống thì mình thấy là cái lực lên đến đây nó cũng đã yếu dần thì um, có lẽ để chúng ta long đuổi ở cái giai đoạn như bây giờ thì có vẻ là hơi rủi ro mà thay vì đó có thể là để an toàn thì nó chờ nó về lại một số các cái backtest lại một số các cái vùng giá trong cái khung ngắn hạn mà chúng ta bay lên và vẫn là đặt stop loss và còn lại kế hoạch dài hạn thì có lẽ là chúng ta quan sát cái giá bitcoin nó phản ứng với những cái khu vực ở trên này và chúng ta lựa chọn một số các cái điểm để vào lệnh short nha vào lệnh short mình thì quan điểm của mình vẫn là một cái xu hướng chính vẫn là một cái xu hướng dài hạn tại vì cái yếu tố cái dòng tiền nó rất là quan trọng và hiện tại vẫn chưa có thể thấy được cái dòng tiền nó đổ vào thị trường cộng thêm đó là cái cái giá của bitcoin như thế này nó vẫn đang test lại một số các cái đường trendline ở trên này và chưa thực sự là vượt qua được những cái khu vực cản cứng để lên được những cái khu vực giá nó vượt trội hẳn ví dụ khoảng 22.000, 24.000, 25.000 thì đến lúc đó chúng ta mới có thực sự là là hy vọng là có được một cái nhịp tăng giá nó ổn định còn lại bây giờ chỉ qua là một số các cái nhịp hồi phục có vài trăm giá thì gần như là nó chưa chúng ta chưa thể nào rõ ràng để khẳng định được cái nhịp giảm giá nó đã kết thúc cộng thêm là như ngày hôm qua mình đã chia sẻ với anh em là giai đoạn như thế, thế này bây giờ thì cái việc giá nó chỉ tăng giá một vài trăm đô một vài cái phần trăm thì nó đã rất là dễ thu hút cái thị trường của chúng ta và, và kéo rất nhiều bạn vào fomo rất nhiều anh em cộng đồng trên thế giới và cộng đồng vào FOMO thị trường crypto tại vì mọi người chờ đợi cái nhịp tăng giá này quá là lâu cho nên bây giờ chỉ cần nhích nhẹ thì rất là dễ để khiến thị trường vào FOMO. Thì khi mà vào FOMO như thế thì hoàn toàn ở đây có thể là một trong những cái nhịp fake break tức là nó sẽ phá vỡ cái đường lên một cái giả giả tạo và nó sẽ tạo một cái trap. Đấy thì để khiến cho cái câu chuyện là nhiều nhiều người vào mua ở trên này thì vô vô tình lại trở thành một cái thanh khoản để cho phe short nó bán xuống được chưa thì nó mua vào những cái lệnh short ở trên này và nó đẩy giá xuống thì đó là cái cái góc nhìn và cái kế hoạch dài hạn của mình thì có lẽ là lên đến những cái khu vực càng cao ở trên này chúng ta càng quan sát nếu có những cái vị thế đẹp và những cái điểm đẹp là chúng ta có thể là bắt đầu vào câu chuyện là chọn vị thế để short. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đặt SL tại vì không không có bất kỳ một cái hệt nào nó có thể chính xác 100% được. Nhưng mà đó là cái câu chuyện cái tỷ lệ nào nó tốt hơn và chúng ta quản lý được cái lệnh của chúng ta nó tốt hơn. Đấy, ví dụ những cái điểm vào của chúng ta nằm ở trên cao thì cái SL chúng ta nó cũng ở trên này và chúng ta có thể là giữ được cái lệnh nó thoải mái hơn. Đấy, và nó thuận với cái trend chính đến những cái khung lớn thì nó vẫn là tăng cái khả năng giao dịch có lãi cho tất cả chúng ta. Cộng thêm nữa cái các cái thông tin thị trường Tài chính trên thị trường hiện tại thì nó vẫn đang ủng hộ cho cho một cái xu hướng như thế cho nên đó là những cái điều mà mình muốn lưu ý cho đến tất cả anh em để chúng ta cũng không có vội quá vội vàng khi nhìn thấy giá Bitcoin nó chỉ tăng trưởng một vài các cái giá như thế này thì mọi người có thể thấy rồi Bitcoin nó có rất rất là nhiều lần nó đã có thể là về sau đó nó bật lên hoặc là tăng lên đến những vùng cao hơn và ngay lập tức sau đó nó đã quay trở lại Đấy, ví dụ như cái nến này, này tăng lập tức từ 19.100 lên đến 19.900 và sau lập sau đó lại quay trở lại cái khu vực là 19.300 như là không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra. Đấy. Và nếu chúng ta bắt được những cái nhịp short ở trên này thì nó hoàn toàn là tốt. DXY nó đã hồi phục lên lại được 112 điểm rồi. Những cái chỉ số khác liên quan đến Bitcoin như Bitcoin Dominant và USDT.D thì hai chỉ số này nó đều giảm thì nó cũng tốt thôi. Chứng tỏ là uh, thứ nhất là thị trường nó đã bắt đầu phân bổ một ít cái dòng tiền vào lại. USDT vào lại crypto và là vào, vào lại một số các cái đồng coin của chúng ta, đặc biệt là BTC và ETH. Cộng thêm đó là cái um, tỷ trọng của BTC nó cũng là giảm, thì cho thấy là dòng tiền nó vẫn di chuyển qua một số các cái đồng altcoin khác, thì nó vẫn đều và giúp nhiều đồng altcoin nó có cái sự tăng trưởng. Uh, BTC.ETH, uh, ETH thì uh, ngày hôm qua nó đã có một cái nhịp tăng trưởng ấn tượng và tốt hơn cái con BTC rất là nhiều. Nó đã tăng và nó tăng trưởng một mức là từ 1.300 lên đến gần 1.400, 1.370 Và hiện tại nó đã đang giao dịch ở cái khu vực là phía trên này rất là tốt Cái lực tăng nó rất là mạnh Đấy. Thì như rất là nhiều lần mình báo với anh em rồi để ý cái, cái những cái con ETH như thế này Tại vì khi mà uh, những con này nó đang được FOMO rất là tốt Giá nó có thể là đi nhanh hơn cái nhịp của Bitcoin rất là nhiều Tuy nhiên là cái rủi ro giao dịch của nó thì nó cũng cao hơn Liên quan đến một cái chỉ số nữa, uh, kế hoạch nữa đó là cái về chỉ số về vàng, chỉ số vàng ngày hôm qua thì uh, trong channel của Farm Trading là bên mình cũng đã báo cho anh em một số các cái nhịp của vàng đấy thứ nhất là được vàng vừa rồi là được hỗ trợ bởi cái vùng là 1615 là cái vùng ở phía dưới này đây mình bật những cái khung nhỏ hơn H4 để dễ quan sát 1615 1619 và nó đã được hỗ trợ và nó bật lên đến cái khu vực là 1957 và đóng kết thúc đến của cái phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi là mở một, một cái mức là 1957 và sau cái nhịp điều chỉnh của DSI ngày hôm qua tối ngày hôm qua thì nó đã tăng lên đến khu vực là 1670 sau đây các bạn ở dưới này là 1617 không phải 1900 1600 và nó tăng lên đến khu vực là 1670 ấy và nó đã giảm trở lại một số các cái vùng mà chúng ta có thể quan sát đó là Uh, thứ nhất là các cái vùng ở 1.600 và 1.700 đấy đây ngay lập tức nó lên đến cái khu vực là 1.1670 và 1.660 thì nó đã giảm trở lại đây là những cái khu vực mà chúng ta quan sát đấy, và chờ đợi nếu nó lên được đến những cái vùng cao hơn là 1.700 đây khu vực ở phía trên này thì chúng ta có thể sẵn sàng đặt những cái lệnh là sell xuống còn giá nó có thể là về đến những cái khu vực 1636 1635 thì chúng ta là quan sát cái vùng này để có thể là bay lên tại vì đây là một cũng là một cái cái um, để cũ là một cái khu vực có khối lượng thanh khoản còn lại những cái khu vực giá ở giữa này thì tốt nhất là chúng ta không có nên vào lệnh giao dịch ở những cái khu vực giá ở giữa này nhá và quan sát ở những cái biên này trên này để chúng ta đánh đó là một số các cái chiến lược giao dịch ngắn hạn của vàng trong ngày hôm nay hoặc là một vài ngày tới. À vàng thì nó có cái sự biến động nó mạnh hơn so với những cái thị trường crypto như tất cả những lần trước đây mình đã đã báo cho anh em thì mọi người cố gắng tập trung để khai thác những cái dữ liệu, những cái thông tin mà bên mình đã nghiên cứu và đưa ra những cái tín hiệu cho anh em giao dịch cộng thêm nữa là quan sát ở những cái thị trường forex và thị trường vàng chúng ta có thể tối ưu cái lợi nhuận mà chúng ta muốn thu về và Bitcoin quay trở lại Bitcoin trong ngày hôm nay thì chúng ta kế hoạch giao dịch thì như mình đã báo thứ nhất là quan sát nó những cái nhịp nó giảm hồi điều chỉnh xuống ở như dưới này và có tín hiệu tốt thì chúng ta có thể là canh để bay lên cho nó an toàn còn nếu mà không được nó về nó có thể là về thẳng luôn thì nó sẽ là kết thúc luôn cái nhịp tăng giá này còn nếu nó tiếp tục tăng mạnh lên nữa thì chúng ta cũng không có nên so long đuổi mà chúng ta hãy tìm những cái điểm short ở phía trên này khi nó chạm ở những cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ ở phía vùng trên này thì chúng ta là có thể là quan sát vào để để vào những cái entry short thì nó sẽ đẹp hơn là cái câu chuyện là chúng ta sẽ long đuổi mình đo thử cái fibo ở cái khu vực là từ cái điểm gần nhất về cái đáy thì chúng ta sẽ có thứ nhất là giá nó sẽ đang chờ ở cái khu vực là fibo 382 là ở vùng giá là 19.900 Uh, Fibo 50 ở vùng giá 20.400 đấy. đây là trên khung nến ngày thì đây cũng là hai cái vùng mà mình mình báo với anh em đấy chúng ta cần phải quan sát đấy hai hai cái vùng nó rất là um, quan trọng uh, Fibo trên cái vùng cao hơn nữa thì gần như là cái vùng này mình cũng đã đo cho anh em rất là nhiều lần tại vì nó chưa có phá ra được và chưa có tạo ra được cái đáy mới đây nó cũng là các cái khu vực như là 20.800 và 19.800 đó đó là những cái khu vực mà anh em cần phải quan sát khi giá nó hồi lên và nó sẽ khả, có khả năng là có một cái nhịp phản ứng ở đó cộng với một cái đường trendline ở phía bên này, một cái đường trendline ở đây là cũng ở khu vực là 19.700 gần 19.800 thì đấy tất cả những cái dữ liệu này cho chúng ta thấy là giá nó đang áp lực và nó cần phải nỗ lực và vượt qua khỏi cái khu vực những khu vực trên này và nếu hiện tại giá nó chỉ là một cái nhịp hồi phục theo tin tức của cái đồng si thì là gần như là đây là một cái nhịp hồi phục uh, không có mạnh tại vì DSI nó đã về cái ngưỡng hỗ trợ rồi trên đây là những cái kế hoạch cũng như là những cái plan và góc nhìn nhận định của chúng ta cho thị trường Bitcoin tại thời điểm bây giờ và những cái thị trường tài chính chung khác tại thời điểm bây giờ và cho cái tuần ngày hôm nay thì như mình đã chia sẻ là tuần ngày hôm nay là một trong những cái tuần gần như là cuối cùng để tất cả thị trường tài chính thị trường crypto nó có thể tận dụng cái khả năng để nó đẩy giá làm thị trường làm tất cả mọi thứ tăng giá trước khi cái thời điểm vào tháng 11 là cái thời điểm mà fed nó sẽ cung cấp cái mức lãi suất tiếp tục và cái chiến lược về lãi suất tiếp tục trong thời gian đến thì đó là một cái mốc thời gian mà gần như toàn bộ cả cái thị trường tài chính trên toàn cầu nó vẫn đang chờ đợi quan sát phản ứng Đấy, cho nên um, điều tốt đẹp nhất thì chúng ta hãy cố gắng tranh thủ giao dịch uh, tập trung và chuẩn bị sẵn cái vốn và cái kế hoạch giao dịch thật tốt để chúng ta bắt được những cái nhịp sống trong tuần này tuần này là một cái tuần rất là quan trọng Đại, nó không có bị ảnh hưởng bởi quá nhiều các cái tin tức thì thành ra là thị trường nó có thể dễ dàng được đẩy giá và tạo những cái nhịp hồi phục trong ngắn hạn nó tốt hơn được chưa? Đó là cái chiến lược mà mà mình đã nhắc anh em rất là nhiều lần và chúng ta hãy cụ thể hóa những cái uh, kế hoạch đó thành những cái lệnh và chúng ta thu được bằng tiền. rồi anh em nào chưa tham gia vào các cái channel của bên mình thì anh em hãy uh, tham gia vào. ở trong này là anh em cũng đang uh, Giao dịch rất là tốt và những cái tín hiệu và những cái kèo mình đã báo cho anh em uh, và cập nhật thường xuyên những cái thông tin tin tức cho mọi người ở trong group và trong channel nhé. Anh em mà nào chưa tham gia thì anh em cứ tham gia. Uh, những cái tín hiệu về vàng, về forex thì mọi người muốn 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 lấy những cái tín hiệu này để uh, có thêm góc nhìn hoặc là vào lệnh được hướng dẫn vào lệnh thì anh em cứ tham gia vào cái channel Farm Golden và liên hệ cho admin của bên mình và cái việc tham gia cái channel này là hoàn toàn miễn phí mọi người có thể là thoải mái để tham gia. Rồi chúc anh em tất cả mọi người một tuần mới thật là tuyệt vời, giao dịch thành công hiệu quả và một tuần thật là vui vẻ. Xin cảm ơn.